Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Tô Lâm thuộc số thực khách cuối cùng ở Anh được JP rắc muối đút thịt. Đầu bếp siêu sao người Thổ Nhĩ Kỳ Nukret Koker sẽ không còn đích thân phục vụ khách tại nhà hàng ở London vì anh này sẽ bay sang Saudi Arabia quảng bá cho nhà hàng mới mở của mình. Vào ngày 5 tháng 11, khi ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Thiếu tướng Tô Ân Sô được lên hình của trang video Nukret Koker cho quay ảnh ăn thịt bò 850 bảng. Người đầu bếp nổi tiếng khoe trên Instagram như vậy. Chủ nhật ngày 7 tháng 11 là ngày cuối cùng của tôi ở London dễ thương. Tôi sẽ đến Riyadh để mở nhà hàng thứ 28 của mình. Đây là hình ảnh ngôi sao Hollywood Jackson và thánh rắc muối tại nhà hàng JP ở Mỹ. Một loại khách hàng thích thú được đích thân Nukret Koker phục vụ món bò rát vàng. Có lẽ vì thế, đầu bếp nổi tiếng này cần thân chinh đi Saudi Arabia một thời gian để mở nhà hàng tại đây. Nukret Koker, người gốc sắc tộc Kurdish sinh năm 1983 ở Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng hơn với nick JP, tức là rát là muối, còn P là tiếng lóng chỉ cậu bé giỏi nghề chơi trong giới nhạc hip hop. Anh chỉ mới mở nhà hàng thịt Steakhouse ở London từ ngày 23 tháng 9 tại khu phố đắt tiền. Mắc tiền quá, không được hoan nghênh. Theo báo chí Anh, nhà hàng của anh ở London được gọi là nhà hàng đắt tiền thứ hai trên toàn thế giới, chỉ sau có một nhà hàng ở Tây Ban Nha. Có 39 triệu người theo dõi trên trang Instagram và JP biết dùng mạng xã hội để duy trì tiếng tăm và thường ghi hình các thực khách nổi tiếng đưa lên đây. Leo Đo, David Beckham, Jackson và Naomi Campbell và những ngôi sao thể thao, điện ảnh hoặc ngành thời trang đã từng tới ăn trong chuỗi nhà hàng thịt bò của JP. Một tờ báo Anh tuy thế đã phê phán ông chủ triệu phú nói rằng quảng cáo tuyển nhân viên mới đây của JP nói quán chỉ trả lương có 12 bảng trên một giờ bằng một lon nước. Anh ta bán cho khách mà thôi. The Evening Standard cũng nói các đầu bếp chính ngạch ở London không mến gì anh ta. Đầu bếp của một quán nhỏ ở Michelin, ông Dane gọi Nukret Koker một cách mỉa mai là Mickey Mouse Chef, tức là đầu bếp chuột Mickey. Hàm ý diễn vớ vẩn hơn là nấu ngon, còn đầu bếp nổi tiếng Marco Pire thì nói thẳng là ông không hề biết tay này là ai cả. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được thánh rắc muối đút cho ăn miếng bò rát vàng. Một số nhà bình luận về ẩm thực ở Anh cho rằng đầu bếp gốc Thổ Nhĩ Kỳ này dùng phần trình diễn để khỏa lấp đi những yếu tố và thực đơn gần 1.000 bảng cho một bữa thịt bò là quá mức. Một số người đã mang nhà hàng của Nukret Koker ra so sánh với quán được sao Michelin. Vào ăn trong nhà hàng sao Michelin tuy đắt nhưng còn được tiếng và vẫn rẻ chỉ bằng 1/3 ở đây, một thực khách nói như vậy. Tôi không hiểu sao có nhiều người cứ đến nhà hàng của anh ta, tức là Nukret Koker, để ăn, rồi trưng ra hóa đơn đắt đỏ. Phải chăng họ đang chứng tỏ rằng họ giàu và ngu ngốc, đồng thời chẳng có khiếu thẩm mỹ gì? Một người khác gay gắt nói như vậy. Một sự khoe khoang lố bịch và nhận về cơn mưa chỉ trích, thêm một thực khách đã bình luận như thế. Bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận bênh vực cho nhà hàng và cho rằng Nukret Koker là một cái tên nổi tiếng. Mọi người đến đây để xem nghệ thuật rắc muối của đầu bếp chứ không đơn thuần là để ăn. Số khác nói rằng giá đắt vì thực khách gọi rượu vang đắt tiền chứ trên thực tế giá đồ ăn không cao đến như vậy. Miếng ăn sai thời điểm đã làm nổi danh ông cán bộ Bộ Công an Việt Nam là Đại tướng Tô Lâm. Tuần qua, trên video clip đã quay cảnh anh phục vụ món bò rát vàng cho đoàn khách và có mặt của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm, khiến nhiều người ở Việt Nam xôn xao. Và có tướng Tô Ân Sô cũng cùng có mặt quay cảnh Tô Lâm lúc đớp thịt bò. Video ấy được cho là quay tại nhà hàng ở London được Nukret Koker đưa lên TikTok để quảng bá, nhưng sau đó đã bị xóa. Tuy đã bị nhiều người Việt Nam trước đó sao chép và chia sẻ trên mạng xã hội, nên xóa đi cũng chẳng có tác dụng gì. Có hàng chục tờ báo quốc tế và các đài lớn như BBC News ở Anh Quốc, ABC News ở Úc
cũng như rất nhiều báo chí lớn khác cũng đã đưa tin về vụ này. Đây là hình ảnh hàng loạt tờ báo quốc tế đăng tin và ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm ăn miếng thịt bò rát vàng đắt đỏ hàng đầu thế giới. Nhưng sự việc thu hút các báo tại Anh nhiều hơn cả việc để thể hiện sự xa hoa của ông Tô Lâm, đảng viên Đảng Cộng sản, ủy viên Bộ Chính trị của Việt Nam và phụ tá xảy ra đúng vào tuần cả nước Anh đang bị hút vào nỗ lực cam kết bảo vệ môi trường nhân hội nghị COP26 ở Glasgow. Giới chức Anh bị phê phán đã không làm đủ để cứu rừng nguyên sinh tại Brazil, vốn bị đốt phá để lấy đất nuôi bò. Việc ăn thịt bò cũng bị một số nhà vận động phê phán vì lý do phá rừng nói trên, và bò thải ra nhiều khí methane, góp phần vào tăng độ nóng của khí quyển. Trước hội nghị Glasgow, các báo Anh đồng loạt đăng thông điệp của nhà báo, nhà tự nhiên học Sir David và đề xuất 7 hành động cấp thời để các chính phủ và người dân cứu trái đất trước thảm họa. Trong các đề xuất, ông nêu ra số 5 là nuôi trồng thông minh hơn và ăn ít thịt hơn. Cần giảm lượng thịt tiêu thụ trên toàn cầu, nuôi trồng dùng ít đất hơn và cắt giảm thịt đỏ, nhất là thịt bò, để giảm cả lượng lương thực nuôi bò hiện tại đang chiếm đến 60% số đất nông nghiệp. Cùng lúc, phong trào chống tầng lớp trên lên án các hành vi lãng phí của giới có tiền, có quyền cũng khiến dư luận và báo chí Anh để ý hơn đến quan chức Cộng sản Việt Nam ăn thịt bò tiền nghìn. Báo The Sun vào ngày 5 tháng 11 cũng chạy tiết như sau. Nhà lãnh đạo Cộng sản gây phẫn nộ, bị được mớm bít tết bọc vàng bởi tay đầu bếp, tiếng tăm giật bề. Đây là hình ảnh bữa ăn ưa thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở cửa hàng McDonald's chỉ có giá 22 đô la. Còn tỷ phú Warren Buffett thì thường xuyên ăn sáng tại McDonald's với không quá 3,1 đô la cho một bữa. Bản tin của BBC News tiếng Anh thì viết rằng ông Tô Lâm được đút cho ăn miếng steak đắt hơn lương tháng của ông ta. Còn tờ báo Daily Mail vào ngày 5 tháng 11 thì có tựa đề quan chức Cộng sản Việt Nam bị bắt quả tang được đút thịt bò rát vàng trị giá 1.450 bảng ở quán của ZP ở London. Trang báo này còn trích những bình luận của người có vẻ mang tên họ Việt Nam như ăn như thế khi hàng triệu người đang đau khổ vì Covid cạn lời. Một ý kiến khác của Công Trăng thì nói rằng không chỉ có vậy, nuốt steak ngay khi có hội nghị về khí hậu thật là sự vô cảm, đáng buồn nôn. Cũng có ý kiến trên trang Facebook của người Việt cho rằng đây là chuyện vớ vẩn, ai đó bịa ra hoặc tướng Tô Lâm được nước ngoài chiều đãi. Một số người khác thì tin rằng có những quan chức Việt Nam quen ăn sang rồi nhưng không để ý đến thông điệp họ gửi ra khi ăn uống xa hoa ở nước ngoài như vậy. Facebook B. Nguyễn thì viết, tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 để cùng cả thế giới tìm cách ngăn chặn sự thay đổi khí hậu của hành tinh. Đặc biệt về hậu quả nhà kính của khí thải CO2 thì anh Lâm với bữa ăn thịt bò đã góp phần phá hoại môi trường. Anh Lâm không đủ trình độ để hiểu với bữa ăn này cả thế giới biết rằng những cam kết mà Việt Nam tuyên bố về bảo vệ môi trường mà ông Thủ tướng Chính phủ vừa cam kết chỉ là lời nói suông. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại thành phố Glasgow, Scotland. Anh Lâm chắc chắn cũng không biết rằng để sản xuất 1 kg thịt bò thì cần tới 14.500 lít nước và thải ra 60 kg khí CO2. Về nạn phá rừng, xây các biệt phủ và làm các bộ bàn ghế khủng thì Việt Nam đang đứng đầu thế giới về chuyện này. Cũng hôm 26 tháng 10, khi Thủ tướng Vương quốc Anh điện đàm với Thủ tướng Việt Nam cũng nhắc về vấn đề này như sau. Điều đáng chú ý là đến ngày 7 tháng 11 năm 2021, báo chí Việt Nam đã hoàn toàn không đưa tin gì về bữa ăn tiệc thịt bò rát vàng của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tuy thế, một số người dùng Facebook của Việt Nam đã kín đáo chia sẻ lại bài viết trên trang Việt Nam Express vào tháng 9 về chuyện một quán ở Nukret Koker ở Istanbul đón Tổng thống Venezuela Maduro. Bài báo có tựa đề đầu bếp nổi tiếng bị tẩy chay sau khi phục vụ Tổng thống Venezuela. Những người chỉ trích cho rằng đầu bếp đã phục vụ Tổng thống Maduro một bữa ăn thịnh soạn, trong khi người dân của nước ông không đủ ăn. Các báo quốc tế vào hồi năm 2018 cũng đưa tin dân Venezuela phẫn nộ trước video ông Maduro hút xì gà, ăn steak đắt tiền ở Istanbul.
Và nay điều này đã lặp lại y hệt như thế với các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bộ trưởng Tô Lâm thuộc số thực khách cuối cùng ở Anh được dịp bề rắc muối đút thịt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.